Thật sự là khi nhìn ra vi mà xót ruột luôn các bạn ạ. Có cảm giác cực kỳ bất an luôn. Đó là cái điều mình lo lắng nhất của cái AV đấy đấy các bạn ạ. Các bạn cứ nhìn thấy cây xưa thì biết nó nghiêng hẳn luôn. Ôi, quá khủng khiếp. Đứng ở AV này thì lại lo cho cái AV này các bạn ạ. Mà đứng ở AV này thì lại lo cho cái AV kia. Cái cảm giác như là mình đang ngồi trên một cái đống lửa ấy. Nó bồn chồn, nó hoang mang, nó cảm giác như là bất cứ nó bay đi lúc nào luôn các bạn ạ. Sau mình lại có cái cảm giác nó khủng khiếp như vậy được nhỉ. Các bạn có biết không? Cái đường dây điện kia à? Ui ui ui. Cái đường dây điện kia mà nó huýt như là kiểu sáo diều luôn, các bạn có tin không? Mới đầu mình bảo trời mưa gió này làm gì có ai nó vẫn còn đi thả diều. Thế nhưng không phải đâu các bạn ạ. Mà thực sự là nó do cái đường dây điện kia nó rít kìa. Ví dụ như là mình zoom gần lại cho các bạn xem này. Đây các bạn thấy không? Nó lặng như thế này mà nó còn lủng lẳng đây này. Ây, chà. Thật sự là mỗi một lần ấy, có một cơn gió nào nó lùa mạnh quá ấy, mà mình có cảm giác như là nó bế đít cái AV này của mình lên ấy. Hoang mang lắm. Ấy, các bạn thấy không? Mỗi một trận nó giật như thế là một trận nguy hiểm. Bao giờ là tạnh đi cho, bao giờ là hết bão đi cho. Các bạn thấy sao? Ấy, nó giật đấy. Mỗi một lần nó giật như thế là một lần tả tơi. Kìa các bạn kìa, nhìn cây xưa kìa. Ôi, nhìn cây xấu này. Ấy. Úi, úi, các bạn thấy không? Thế mà gọi là bão gì? Úi. Đúng là nếu mà những cái AV của mình, mình gọi là cái từ gọi là sống sót trong cái đợt bão này, mình phải nói ăn mừng cho chúng nó thôi các bạn ạ. Kìa các bạn nhìn kìa. Trên ngọn xưa nó giật như thế kia thì ở dưới chịu làm sao được. Ở phía dưới căng lắm các bạn. Có lẽ là những cái giây phút hồi hộp này Long chưa kịp gửi lời chào tới tất cả các bạn thì các bạn thông cảm cho Long nhé. Đúng như vừa nãy mình nói là mọi cái cảm giác nó như kiểu như đang ngồi trên đống lửa ấy. Nếu như bạn nào đã từng có cái cảm giác như vậy sẽ hiểu được Long bây giờ. Ui. Các bạn nhìn nước sông kìa. Không biết là mình nói này các bạn có nghe rõ không, nhưng mà nước sông kìa. Nó khủng khiếp không? Nó còn như ở biển luôn các bạn ạ. Ôi, ôi, ôi. Ra ngoài vườn này bưởi rơi vào đầu rồi nhiều khi cũng là căng đấy các bạn. Mình ra xót ruột, mình ra mình ngắm cái AV này của mình. Thật sự ra là của đau thì con xót. Cứ ngắm nhìn nó thôi các bạn ạ. Ở trên kia thì lo AV ở dưới này, mà ở dưới này thì lo AV ở trên kia. Mong rằng là nó mọi thứ nó bình yên. Các bạn thấy không, cái dây mà mình buộc kìa nó căng kìa. Cố gắng em ơi, cố gắng lên. Chỉ còn 1 tiếng đến 2 tiếng đồng hồ nữa thôi. Các bạn thấy ở góc AV nó đang rung theo gió luôn kìa. Cố lên, cố lên. Mất điện hết rồi các bạn ạ. Đấy, nó giật như thế này mà chịu làm sao được. Ôi, 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 ôi. Bay cả người luôn các bạn ạ. Mọi tấm tôn của mình bay hết rồi. Tấm tôn bay hết rồi. Còn dây điện trên kia kêu kia chưa kìa. Ôi mega. Ui. Bay hết tấm tôn rồi bạn ạ. Ui gió như kiểu. Ui ui. Chạy chạy chạy, mở cửa mở cửa. Mở cửa mở cửa. Chạy 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 chạy. Mặc dù là vẫn biết là nguy hiểm các bạn ạ. Thế nhưng mà mình vẫn gửi tới cho các bạn một chút cập nhật về buổi tối ở cái khu vực quê mình. Thì hiện tại bây giờ là đang mất điện. Đó cũng là cái điều an toàn của ngành điện thôi.
Thế nhưng mà có cái là mình cảm thấy là nó đang bí bách. Bí bách bởi vì là khi mà đang cần tới điện để kiểm tra tất cả khu vực thì lại không có điện. Các bạn nhìn này. Đấy. AV này thì hiện tại bây giờ là vẫn đang an toàn. Mình cập nhật cho các bạn là lúc này là khoảng tầm 8 giờ tối thì đang an toàn. Thì không biết là qua bao nhiêu lâu nữa thì sẽ tan được bão trong đêm nay hoặc sang ngày mai. Còn cái AV kia của mình thì cũng tạm thời cập nhật an toàn. Còn tấm tô này vẫn từ chiều đến giờ là vẫn trong tình trạng như này các bạn ạ. Tạm thời đến lúc này là một chút yên tâm. Thế nhưng mà ui. Mình đang đi ngược gió. Ui, các bạn nhìn kìa. Khiếp chưa? AV của mình nói nhanh nhanh nhả luôn. Để mình kiểm tra tất cả những con chim của mình xem sao các bạn. Bây giờ nó chuyển gió rồi. Chuyển gió tạt thẳng hướng gió vào đây rồi. Ôi các bé ơi, thôi cố gắng nhá. Con nào con đấy là bám vanh ngủ hết rồi. Cố gắng thôi. Ui. Rồi bây giờ thì thôi, công tác thì có gì để an toàn các bạn nhỉ. Để sang ngày mai chúng ta xem cập nhật tình hình nó như thế nào. Ui. An toàn rồi bạn Khiếu ơi. Đi ra ngoài để chơi thôi. Sao? Có hết hồn con trốn không? Sợ quá chứ. Suýt được thì bay cả lồng còn gì nữa. Sau cơn mưa trời vẫn chưa sáng các bạn ạ. Vậy là đã tan cơn bão. Bây giờ là khoảng 7 giờ sáng. Thì Long muốn cập nhật một chút về cái tình hình của nhà Long để gửi tới cho các bạn để các bạn yên tâm. Qua đó thì cũng qua cái video này cho Long gửi lời hỏi thăm tới tất cả mọi người đã an toàn sau bão chưa. Mọi người có thể là để lại cái bình luận cho Long để mình cùng cảm nhận là cái sự an toàn và may mắn nhé. Không biết là các bạn đã thiệt hại cái gì chưa, chứ nhà Long thì mới có một vài cái thứ nhỏ nhỏ thôi. Để bây giờ thì chi tiết thì mình cùng với lại mọi người cùng đi kiểm tra cái bạt này là để che chuồng cho cái con mấy con chim, mấy con gà trong này. Thì là bây giờ là tơi tả hết rồi, thì vợ mình đang khắc phục. Mình đi quét sân này, cho chim ra này, rồi mang cái chiếc thang này ra là chuẩn bị chờ một lúc nữa. Thời trời yên biển lặng thì mình sẽ đổ cái thau nước không nó lặng mái quá các bạn ạ. Nhìn trên bầu trời các bạn kìa, mây chạy nhanh kinh khủng luôn. À không, mây bay, lại nói là mây chạy. Để bây giờ thì mình đi ra ngoài vườn nhé. Trước khi ra ngoài vườn ý, thì mình cũng phải nói là thật sự là may mắn. Sau những cái AV của mình không có một cái AV nào nó ảnh hưởng gì. Tất cả những con chim của mình thì không có cái thiệt hại gì. Và ở tại thôn mình thì cũng không có thiệt hại gì về người. Còn tài sản thì chắc chắn là có rất nhiều đó các bạn. Còn người thì là không sao. Còn người là con của rồi. Mấy con chim của mình hôm qua kia tưởng là bay hết cái lồng ở trong này cơ. Thay đổi gió liên tục các bạn ạ. Bình thường ra nếu như
Cái buổi sáng của ngày hôm qua thì gió từ hướng Tây sang hướng Bắc. Thế nhưng mà đến chiều tối trở đi là bắt đầu trực tiếp là hướng Bắc này. Thì nó thốc thẳng vào cái AV này trong này luôn. Thì nó cũng nói chung là làm cho bọn chim với lại một thứ vài cái thứ đồ nó đảo ngược lên một tí các bạn ạ. Cái tấm này thì mình cũng vừa mới dựng lên xong. Nó đổ hết cả khu tấm này ra. Thế còn thì quay trở về cái khu vườn của mình. Đấy, đây là cái tổn hại lớn nhất của mình. Cả một cái khu vườn này là sập hết rồi. Tơi tả hết rồi. Chắc là xong cái trận này thì nó sẽ có lụt. Các bạn nhìn này. Mây đen xì như này. Đang kéo ngược hết lên khu vực Thái Nguyên. Đấy. Thì chắc chắn là sẽ có lụt to hay nhỏ thôi. Đây, hoa hòe, hoa quất là tung tóe, toe túng hết rồi. Cột bê tông thì rụng hết. Tơi tả. Còn nhà bác hàng xóm kia thì thấy nó bảo chốc mồng mấy cây xưa rồi mấy cây mít này, rồi thì đổ tường này. Nói chung là không thiệt hại về người là mừng rồi các bạn ạ. Còn như vừa nãy mình nói, còn người là còn của. Xong cái này thì mình sẽ dỡ nó đi, bỏ nó đi. Chứ không thì như này thì sửa lại nó cũng vất mà. Đó là cái thiệt hại to to của gia đình nhà mình. Còn ngoài cái vế AV kia thì cũng không ảnh hưởng gì đâu các bạn ạ. Khủng khiếp thật luôn. Mình cũng cảm nhận rằng là qua cái cơn bão này, khi mà sống được của mình mới cảm thấy nó mừng. Còn thì không biết các bạn diễn tả như thế nào, nhưng Long cảm thấy rằng là ranh giới giữa cái sống và cái chết thật sự là nó mong manh luôn các bạn. Quá mong manh luôn đấy. Trời vừa tạnh mưa được một chút xíu thì bác hàng xóm bác lại sang hỏi thăm mình xem kiểm tra là AV, AVIEC là chim cò của Long tới đâu rồi. Đi qua trên đường thì gặp quả sấu rụng. Bác bảo quả sấu này lúc xanh thì nó chua thế mà lúc chín nó lại ngọt thế. Ra đây chỉ nghiền mỗi khoái cây sấu thôi. Lúc chín thì nó ngọt. Đấy. Xanh thì nó chua. Nhưng mà thôi được rồi, quan tâm nhau thế là phấn khởi rồi. Đấy, nước non là cũng phải mời ông ở đâu vào đấy đấy nhỉ. Thanh niên vui tính. Vui nó lại đổ vào thế này. Vâng. Nó đổ vào đâu nhà đâu. Trời. Nhà công trình phụ nhà nó. Thế ông ra hỏi thăm thế là phấn khởi rồi. Nước non rồi thì về. Bye bye về nhá. Mẹ nó mà lại đổi sang bên nhà mình thì thôi. May không sao rồi. Đẹp dính trong bòa. Thế là bác sang hỏi thăm uống nước một chút xíu là bác cũng về được không ạ? Bác bảo tao về cho mày dọn dẹp đi. Bác về rồi thì mình cũng đi xuống dưới vườn kiểm tra. Thì gà qué ở dưới vườn nhà mình là ngon lành cành đào hết, không ảnh hưởng gì. Thì các bạn thấy lá cây này tung tóe này. Cả cái cây xưa của mình là cũng tả tơi. Phải nói là hết hồn con trồn. Tao mà sao phải kêu. Để mình ra mình kiểm tra cái AV này của mình. Là sau là dọn dẹp vệ sinh thức ăn, chắc chắn là nước là nó hắt vào đấy các bạn. Nó hắt vào, sau đó thì mình sẽ lại thả chim về để cho nó yên tĩnh thôi, chứ không thì nhốt kia thì nó hơi hoảng chim. Khiếu ơi. Sao nào, anh xem nào. Mất điện cho nên là wifi cũng chẳng kiểm tra được, cam chẳng kiểm tra được. Một con nữa đâu rồi? À kia, đầy đủ rồi các bạn, đầy đủ rồi. Không sao cả. Đến bây giờ mình mới thốt lên được một câu rằng là đúng là trong cái cuộc đời mình bây giờ mới gặp được cái cơn bão khủng khiếp như này. Tại sao mình nói từ khủng khiếp? Thời gian bão nó quá lâu. Từ coi như là 7 giờ sáng đấy các bạn ấy. Video ngày hôm qua mình quay cho bạn xem. Đến tận coi như khoảng 2 giờ đêm hôm qua mới bắt đầu hết gió. Trời, một lúc đấy là chuyển sang mưa, hết gió các bạn. Phải nói là khủng khiếp luôn. Mình phải nói là hai từ kinh hoàng. Bọn cá ở trong này thì hiện tại là đang không có oxy. Cho nên mình vào mình phải tiện mình sục oxy cho nó một chút đã. Chúng mày ơi, an toàn rồi. Giờ chỉ còn nó mất điện nữa thôi. Một con cá không có oxy là nó hẹo rồi các bạn. Đấy, thêm một cái thiệt hại nó một con cá. Sục oxy lên như này này. Mất điện là cũng là một cái điều không hay ho cho lắm. Bởi vì mình không theo dõi được tất cả những con chim của mình. Hai con khuyên xem nào. Một con nữa đâu rồi? Đâu rồi? Một con nữa chắc là lần vần quanh quẩn đâu đây thôi các bạn.
vẫn thấy an toàn là được rồi. Đói chắc đây là điệu này, điệu đói. Điệu này điệu đói. Nhưng mà đói phải từ từ đã, để anh dọn dẹp các thứ đã. Hiểu chưa? Ăn tạm miếng chuối này đã. Đấy, bọn cá này hết oxy, nó ngoáp ghê thật. Uầy, đu đủ như là kiểu như có người tuốt cho mình ấy nhỉ. Ai mà tốt bụng thế, tuốt hết lá cho này. Ui ta ta, ghê chưa. Đấy, cho nên mình bảo là cái AV này của mình thì nó hoàn toàn là yên tâm. Còn cái AV kia thì mình đã lẹp điếc các thứ thì nói chung là cũng khá là ổn định. À, nhà bác hàng xóm đổ một chút tường các bạn. Nhà bác hàng xóm đổ một ít tường rồi. Kìa, đổ một ít tường kia. Và một vài cây mít hình như là bác đang cắt đấy. Nước sông lại lên rồi các bạn kìa. Kìa, về Thái Nguyên kia bắt đầu mưa nhiều như thế kia thì không có nghĩa lý gì. Nước lên cực kỳ nhanh luôn các bạn. Từ sáng sớm đến bây giờ là mình cảm nhận lên khoảng tầm độ 45 đến 50 cm nước rồi đấy. Nước lại lên rồi, không có gì thì chắc chắn là lần này là sẽ ngập vào đây rồi. Nhưng mà thôi, đối với mình như vậy là cũng là một cái may mắn rồi các bạn. Mình còn có cái kịch bản tưởng tượng là cái AV này của mình nó còn lộn ngược lên chỏng mông lên cơ. Nhưng may là không sao, vì mình buộc được đây một lốt này. Đấy, về trên kia một lốt nữa này. Rồi cái góc kia mình buộc líu sang cái vế cái xưa này. Thế là mừng rồi. Trên Lục Ngạn các bác mình gọi điện về là bưởi trên đấy rụng hết. Bao nhiêu bưởi, bao nhiêu mít rụng hết. Nhưng nhà mình may mắn hơn là có cái vườn nhà bác hàng xóm cũng cản gió cho đi nhiều. Cái góc này này là cũng có cái công trình phụ của nhà bác hàng xóm, nó cũng cản đi nhiều ơi là nhiều luôn đấy. Thiệt hại nhiều không Hải ơi? Hết nấm mít à? Cây này may quá chỉ trồng gốc thôi. Cây này trống lên là vẫn được. Đấy, mít đẹp như này. Mít. Thôi cứ để lúc nào phạt được, chả quan trọng đâu. Thì cái móng này thì ở đây cũng do trời mưa bão cho nên là gọi thợ là thợ cũng chưa đến nào. À kìa. Để tạnh giáo bà ạ. Ai nhà để tạnh giáo cho phạt cho. Phát hiện một tổ ong một tí nữa mình đá vào nó này. Ôi giời ơi, đây một tổ ong này các bạn này. Đời bão nó rụng một tổ ong này. Ui ta ta, may không đá vải, đá vải hôm nay thì sưng mày sưng mặt lên luôn. Cũng ghê phết đấy, hóa ra là trên này có tổ ong mà mình không phát hiện ra. Vòng quanh trời đen xì luôn các bạn ạ. Mình vừa mang được hai cặp chim trào màu bạch thả lại về vị trí cũ. Thì đi lên trên này để đổ nước đi, không thì nó lặng mái quá. Coi như là nó đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi. Không có nó là cũng căng đấy các bạn ạ. Có nó là lặng hơn nhiều đấy, AV đỡ rung. Ôi giời ơi. Ôi giời. Ây da da, lặng đấy. Ây da. Ui. Ây da. Không cẩn thận lại bão là không sao, lại mình đổ nước không khéo lại toang như này. Còn thì những cái thùng xốp này thì mình cứ để tạm đấy, bởi vì là nếu như mà nước mưa thì nó cũng chứa luôn nước mưa, mà lúc nào trời sắp sửa có dông ráo gió thì nó cũng là tiện mà. Còn một vài cái việc nho nhỏ nữa, sau đó là mình ra kiểm tra xem là nước sông nó lên cái cỡ nào để mình chuẩn bị cái phương pháp là ứng phó dần với lại cái trận lụt này. Khé đấy. Thế sao chúng mày không nhảy thân lực lên, nhảy thế này để cá của tao nó có oxy. À. Vậy là thêm một cái con hẹo à? Con này hẹo à? Con này vừa mới ấy xong mà. Vừa mới hẹo xong. Vừa mới ấy xong mà anh vẫn cầm nhưng mà nó không có được. Nắm nào rồi nhỉ? Bây giờ thì cứ phải ngồi thế này thôi. Sụp thôi. Đấy. Một con đầu tiên đã bị trúng gió. Thiếu oxy. Cứ khoảng tầm 20 phút là mình lại phải ra đây để
té té nó như này các bạn này, để mình tạo oxy cho nó. Thì cũng không biết là mất điện đến bao giờ nữa. Cứ như tình trạng như này mà mất điện thêm vài tiếng đồng hồ nữa thì không biết cái bể cá koi của mình liệu có giữ được không đây. Mà cá thì đang vào tầm lớn luôn các bạn. Đấy, giờ thì mày mới nhảy như thế. Có lẽ là mình phải sử dụng bằng cách này thôi các bạn ạ. Méo mó có còn hơn không. Múc nước lên. Đấy, sau đó là lại cho vòi tự chảy như thế này. Không biết là có cải thiện được chút nào không, nhưng mà mình nghĩ là thôi được tí nào hay tí đấy các bạn. Bởi vì là mất điện này thì cũng chẳng biết là đến bao giờ cơ. Người ta cũng không có thông báo. Mặc dù là trời cũng đã tạnh rồi, thi thoảng có trận mưa thôi. Thế nhưng mà chắc là có khả năng là đứt dây điện ở đâu hoặc là như nào đó thì người ta mới chưa cho điện thôi. Đấy, các bạn thấy không? Đàn cá đang lớn nhanh nhỉ? Nhìn đàn cá to ghê rồi. To như này rồi thì mình cũng cố gắng nhất những cái gì có thể thôi. Bao nhiêu công sức đấy chứ, mấy tháng chờ đấy chứ đùa đâu. Cá nó cũng màu mè, nó cũng đẹp ghê đấy. Một dàn vịt uyên ương luôn. Cả một buổi chỉ ngồi đây chờ có điện và múc nước cho bể cá quay thôi các bạn ạ. Có lẽ là đến bây giờ là cũng là gần tối mất rồi. Mà vẫn chưa có điện thế này thì điện thoại thì hết pin. Sóng 3G thì 4G thì cũng tậm tà tậm tịt, lúc có lúc không. Thế là chọn phương án là dầm mưa. Nuôi con gì cũng vậy thôi. Nếu như mà tao mà có cố thì cố lốt hôm nay thôi nhá. Một lúc nữa thôi nếu mà không có điện ấy. Mà tối là thôi đấy. Là do ông trời quyết định số phận chúng mày nhá. Đây là mình đang nói với mấy con cá các bạn ạ. Bởi vì là một ngày hôm nay chạy ngược chạy xuôi cho chim ra này, chim trĩ ra này, chim trào màu ra này, dọn chuồng này. Đấy, rồi thì tiếp oxy nhiên liệu cho bọn này này. Ôi cha mẹ ơi, mày có hiểu tao đang nói gì không kia này? Nhưng thôi không sao, vất vả một chút và mình cố gắng mà cũng không được thì cũng đành phải chấp nhận thôi. Bây giờ thì cũng muộn rồi các bạn ạ, nước sông thì cũng lên gần tới mặt soi rồi. Mình cũng xin phép là nói lời kết thúc video ở đây. Một lần nữa thì Long cũng thông báo với mọi người là một cái tin vui như ban đầu, là mọi thứ là đều yên tâm, không có vấn đề gì xảy ra, chỉ có vài cái mất mát nho nhỏ thôi. Cảm ơn các bạn đã đồng hành và theo dõi Long suốt từ đầu video đến bây giờ nhé. Nào, ra đây. Nào, ra đây, âu yếm nhau một cái thôi, một tí thôi. Rồi, thế. Một tí nữa. Ra đây. Đúng rồi, thế thôi nha, bye bye nha. Đấy, bọn cá nó ngoát lên như này trông xót ruột lắm các bạn. Bỏ thì thương, vương thì tội. Đấy, cứ dầm mưa ngồi ở đây. Lúc lúc lại chạy ra chạy vào. Thấy chúng nó đẹp như này không nỡ lòng nào buông tay. Thành ra là cứ phải cố thôi. Mấy ông thợ điện này, hai ngày nay rồi các bạn. Mất điện suốt từ hôm qua đến hôm nay. Chán thật. Đến bây giờ là cáu rồi.